Toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng COVID-19 sẽ được phân luồng tới phòng chờ khám bệnh, phòng khám riêng biệt. Ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 ít nhất trong vòng 10 ngày trở lại đây, dịch bệnh tại Hàn Quốc đang có dấu hiệu được kiểm soát tốt. Trong khi đó, tại Italia, dịch bệnh lại diễn biến rất phức tạp, đã có gần 5.900 người mắc COVID-19. Đầu tư máy lọc từ nước nhiễm mặn thành nước ngọt để tưới tiêu, giải pháp hiệu quả để người dân đồng bằng sông Cửu Long chống chọi với hạn mặn. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 11 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Tình hình dịch COVID-19 tại Italia tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Chỉ tính riêng trong ngày hôm qua thì số ca tử vong do nhiễm COVID-19 tại đây đã tăng thêm 36 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên đến 233 người. Trong khi đó, số ca nhiễm mới COVID-19 lên tới 1.247 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm của Italia lên đến gần 5.900 người. Trước tình hình này, thì Hội đồng Bộ trưởng Italia vào ngày hôm qua đã thông qua sắc lệnh về tư pháp và y tế để ứng phó với tình trạng khẩn cấp về dịch COVID-19. Liên quan đến các biện pháp y tế, theo sắc lệnh mới, chính phủ sẽ huy động 20.000 y bác sĩ đến các bệnh viện thuộc tâm điểm của dịch. Cơ quan bảo vệ dân sự cũng đã được quyền trưng dụng các khách sạn và các vật liệu, thiết bị y tế, giường bệnh để đảm bảo đủ nguồn cung cho các bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp. Ngoài ra, 5.000 hệ thống thông gió sẽ được triển khai tới các khu vực chăm sóc đặc biệt. Trong khi đó, Hàn Quốc vào ngày hôm qua lại ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 ít nhất trong vòng 10 ngày trở lại đây. Hôm qua, Hàn Quốc có thêm 272 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm là hơn 7.300 người. Ở tâm dịch là thành phố Daegu, chính quyền tại đây khẳng định sự lây lan đang được kiểm soát. Hơn 200.000 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa đã được xét nghiệm gần hết, phần lớn trong số này âm tính với virus. Tăng cường sàng lọc, phân luồng, cách ly ca bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Đây là yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 vào tối ngày hôm qua. Theo đó, các cơ sở khám chữa bệnh, cả nhà nước và tư nhân cần nhanh chóng sàng lọc, phân luồng, cách ly và quản lý điều trị ca bệnh. Toàn bộ người bệnh có dấu hiệu lâm sàng sẽ được phân luồng tới phòng chờ khám bệnh, phòng khám bệnh riêng biệt. Ban Chỉ đạo còn Hồ Chí Minh đều đã có kết quả âm tính với virus corona. Trong chuyến bay VN0054 này còn có 5 hành khách người nước ngoài hiện đã lên tàu du lịch sang Campuchia, trong đó có một hành khách Trung Khoang với bệnh nhân thứ 17. Người này di chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN223 Khoang Thương Gia. Các cơ quan chức năng đề nghị các hành khách vào sáng ngày 2 tháng 3 phải liên hệ ngay với y tế địa phương. Hà Nội sẽ dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 nhằm giúp cho các em ôn luyện kiến thức. Học sinh lớp 9 sẽ học các môn bao gồm là ngữ văn, toán và tiếng Anh. Lớp 12 gồm các môn ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và tiếng Anh. Các chương trình dạy học sẽ được phát trên kênh HTV1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thời gian phát sóng là ngày hôm nay cho đến ngày 14 tháng 3. Các em cũng có thể xem lại các bài học trên các trang web hiện đang có trên màn hình. Trong vài ngày trở lại đây, tình hình dịch bệnh đã khiến cho một bộ phận người dân tại Huế lo lắng đổ xô đi mua hàng hóa dự trữ gây xáo trộn thị trường và tạo cơ hội cho các đối tượng đầu cơ, găm hàng, nâng giá. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định sẽ đảm bảo nguồn cung thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19. Mì tôm, gạo, sữa, đồ hộp là những mặt hàng mà người dân đổ xô đi mua trong những ngày gần đây. Với tâm lý thừa còn hơn thiếu trong mùa dịch, dẫn đến lượng người đi mua sắm tăng gấp 3 đến 4 lần so với ngày thường. Trên đài báo cũng là có về chuyện dịch bệnh á, cho nên mình cũng trong gia đình thì cũng có cháu nhỏ. Nên thì mình cũng mua một ít chi để mà dự trữ lại trong nhà vậy. Tuy nhiên theo báo cáo từ các doanh nghiệp, hiện cả siêu thị và đại lý trên địa bàn còn tồn kho gần 320 tấn gạo và 20.000 thùng mì tôm. Mặt khác, để tránh tình trạng đầu cơ, nên phần lớn các siêu thị chủ động giới hạn số lượng với một số mặt hàng. Cụ thể như chỉ được mua tối đa 2 thùng mì tôm trên một hóa đơn.
Trong cái thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng tăng cường làm việc với các nhà cung cấp, tăng cái tần suất giao hàng và số lượng đặt hàng tăng lên để có cái kế hoạch là dự trữ hàng và phục vụ được trong một số tuần tới. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi cho người dân trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã tăng cường lực lượng kiểm tra kiểm soát thường xuyên với các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để định giá bán bất hợp lý. Căn cứ theo Nghị định 109 sẽ bị xử phạt từ 20 đến 60 triệu đồng. Bảng cao hơn giá niêm yết phạt từ 5 đến 20 triệu đồng. Hiện nay thì đội cũng đã tiến hành cũng như là tổng lực toàn quân là triển khai trên địa bàn được phân công. Giao 4 đoàn cũng như phụ trách trên các 27 phường xã của thành phố cũng như đã cũng như là nắm tình hình và đặc biệt là cái củng cố cái nguồn tin từ cơ sở. Nếu phát hiện cũng như là có những cái hành vi về găm hàng, đưa tin thất thiệt và cũng như bán cáo không giá niêm yết thì đội sẽ tiến hành cũng như là xử lý ngay cũng như để mang tính răn đe. Đến thời điểm này, nguồn cung ứng cả mặt hàng nhu yếu phẩm, lương thực trên địa bàn tỉnh vẫn rất dồi dào. Các doanh nghiệp đang tiếp tục nhập hàng về để cung ứng cho người dân nên sẽ không có tình trạng khan hiếm nguồn hàng. Hãng gọi xe công nghệ Uber mới đây đã ban bố chính sách hỗ trợ nghỉ có trả lương cho các lái xe phải cách ly hoặc là dương tính với COVID-19. Uber không công bố cụ thể các mức hỗ trợ, tuy nhiên có thể tùy vào thu nhập bình quân của những lái xe trong một vài tháng gần nhất. Hiện chưa có bất cứ quốc gia nào có quy định bắt buộc yêu cầu doanh nghiệp phải hỗ trợ nhân viên bị ảnh hưởng trong dịch bệnh COVID-19. Động thái của Uber được cho là tiên phong và đang được nhân viên ủng hộ. Chuyển sang nội dung khác, giới chức Trung Quốc vào chiều ngày hôm qua cho biết số người thiệt mạng trong một vụ sập khách sạn ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến đã lên tới 10 người. Hiện các nhân viên cứu hộ đã cứu được 48 người ra khỏi hiện trường, trong khi 23 người vẫn đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo điều tra sơ bộ, tai nạn xảy ra khi mà tòa nhà này đang trong quá trình cải tạo. Chủ khách sạn sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Hơn 1.000 lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế đã được huy động thực hiện công tác cứu hộ. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cũng đã cử một nhóm tới hỗ trợ công tác cứu hộ và tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc. Ngày hôm qua, cảnh sát khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đã phát hiện một cơ sở chế tạo bom và bắt giữ 17 người liên quan. Điều này buộc chính quyền Hồng Kông phải đóng cửa khẩu với Trung Quốc đại lục. Theo một quản lý cấp cao, thì cảnh sát đã phát hiện cơ sở chế tạo bom trên tại một tòa nhà thương mại ở khu vực Kowloon. Bên trong cơ sở này có 2,6 tấn hóa chất gồm hỗn hợp nitrat, lưu huỳnh magie, mặn natri và nhiều hóa chất khác. Những người bị bắt giữ bao gồm 12 người đàn ông và 5 người phụ nữ, độ tuổi từ 21 đến 53. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện 3 quả bom đang trong quá trình được hoàn thiện, với mỗi quả chứa 1,5 kg chất nổ. Vụ bắt giữ được thực hiện trong quá trình khám xét 22 địa điểm tại Hồng Kông, được cho là có liên quan đến các vụ nổ bom hồi tháng 1 vừa qua. Trở lại với một số tin tức trong nước. Tây Nguyên, Nam Bộ đã vào giữa mùa khô, thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn đang trở nên trầm trọng. Hàng loạt các cánh rừng đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Theo thông tin từ Cục Kiểm Lâm, nhiều cánh rừng ở Nam Bộ và Tây Nguyên đang ở mức cảnh báo cháy cấp 5 là cấp cực kỳ nguy hiểm. Dự báo cao điểm mùa khô còn kéo dài sang đến tháng 4, Cục Kiểm Lâm khuyến cáo bà con tạm dừng các hoạt động sản xuất như tỉa thưa, khai thác rừng. Xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long được dự báo là sẽ còn tăng trong những ngày tới.